Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, giải vô địch quốc gia Futsal 2023 sẽ quay trở lại vào ngày 28 tháng 6. Đáng chú ý, ở giai đoạn lượt về, nhiều đội bóng đã có những sự bổ sung về ngoại binh. Với câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng đã tăng cường sức mạnh với bản hợp đồng mang tên Alexi. Xin chào, tôi là Alexi, tôi là cầu thủ của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất háo hức khi được thi đấu tại đây. Đây là bảng thông tin và thành tích của Alexi trước khi gia nhập câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong năm 2021, Alexi từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Anh ra sân 4 trận và ghi 1 bàn thắng. Khi nhận được lời đề nghị đến chơi tại Việt Nam, tôi đã cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi từng xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu tại một giải đấu ở Thái Lan. Các cầu thủ rất nhanh và cũng rất kỹ thuật. Tại Phần Lan, lối chơi thiên về chiến thuật hơn, còn ở Việt Nam, nhịp độ trận đấu nhanh và cao. Tôi đang cố gắng thích nghi thật tốt và mục tiêu lớn nhất của tôi khi đến đây là giành chức vô địch. Đội chúng tôi đang cần một người dứt điểm tốt và tôi hy vọng Alexi có thể thích nghi nhanh để cùng chúng tôi thi đấu tại giai đoạn lượt về. Một trong những điều khó khăn nhất của anh ấy chính là thời gian tập trung với đội quá ngắn. Các cầu thủ của chúng tôi đã tập trung cùng đội tuyển quốc gia đi du đấu và mới chỉ tập trung toàn đội lại được vài ngày. Dù chỉ có thời gian khá ngắn, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ hòa nhập nhanh. Alexi là sự bổ sung duy nhất của câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn lượt về. Vốn dĩ, đội bóng của huấn luyện viên Nicolas Gustavo đã có những chân sút chất lượng như Minh Chí, Thịnh Phát. Sự xuất hiện của Alexi sẽ giúp cho đội bóng này có thêm những phương án tấn công đa dạng hơn. Và đương nhiên, mang về Alexi, câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng tỏ rõ tham vọng giành được ngôi vị cao nhất. Về năm 2022 thì đội đã mất chức vô địch, thì trong năm này thì toàn đội đã cố gắng và đặt quyết tâm là sẽ thi đấu hết mình và giành lại những ngôi vô địch trong năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Nicolas Gustavo đang dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi với 15 điểm. Hành trình để lấy lại ngôi vô địch chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng với sự bổ sung nhân sự chất lượng và sự chuẩn bị tốt, thì người hâm mộ đang rất trông chờ vào màn trình diễn của họ ở giai đoạn tiếp theo.